Dạ hello mọi người, hôm nay Lan lên đó là Lan chia sẻ cho mọi người á về một cái vụ là lấy chồng Trung Quốc là qua mai mối là như thế nào hả mọi người. Đó, ngày đó thì em không có lấy chồng qua mai mối nhưng mà nó cũng tựa tựa như vậy. Cái kiểu như anh trai họ chồng em á là làm mai em cho chồng em rồi cái kiểu đưa số điện thoại này kia cho hai vợ chồng tìm hiểu rồi em tự qua vậy đó, không biết là ổng có lấy tiền của chồng em hay không thì em không biết đó. Em chỉ biết là lúc đó em đi qua đây là chồng em nó rước em qua đó, nó cũng tựa tựa như vậy đó. Đó, còn những cái cuộc đời mà cô dâu qua bên đây á, bằng cái đường môi giới là như thế này nè. Đó, khi mà qua bên đây họ sẽ tìm mọi cách họ nói dối mình là đi qua bên đây sung sướng lắm này kia, qua bên đây có nhà có xe được ở thành thị đủ thứ, nhưng mà khi mà qua bên đây bước chân qua bên đây là cô dâu Việt Nam sẽ được gả vào những vùng nông thôn rất là nhiều luôn. Rồi á, khi mà qua bên đây của cô dâu Việt Nam, cái cuộc sống của cô dâu Việt Nam mới đầu là không biết tiếng nè. Đó, không biết tiếng rồi á hả, không biết đường không biết xá rồi rồi họ không cho xài điện thoại, không cho xài sim nữa, có người á thì còn không cho xài luôn điện thoại luôn nữa đó. Rồi có nhiều người là qua bên đây là bị gia đình chồng kìm kẹp, cái kiểu như là sợ mình trốn á mọi người, người ta bỏ ra cái số tiền như là cả 100, 200 triệu 300, 400 triệu gì đó người ta cưới mình về đó. Người ta cái kiểu người Trung Quốc ở bên đây họ sẽ không nói là họ cưới mình đâu, họ nói họ mua thôi mọi người đó. Ở bên đây thì thường là em đi ra ngoài thì người ta cũng nói gì đó mua vợ Việt Nam bao nhiêu tiền này kia, họ cứ nói là mua thôi đó mọi người, cho nên là họ nghĩ là mình như một cái món hàng vậy đó. Qua bên đây á lấy chồng qua bên đây cái họ cứ nói là mới đầu là họ nói mua không à đó. Ai không biết thì cứ nghĩ là đó vậy nó cưới mình này kia, nó cho tiền mình đàng hoàng, mà thật sự không phải đâu đó. Không có một thằng rể nào ở bên Trung Quốc là về Việt Nam mới đầu được thương cái cô đó để về cưới, ít lắm, ít có cái trường hợp qua môi giới mà như vậy lắm. Mới đầu họ cứ nghĩ là họ sẽ mua về, rồi sau đó sống từ từ, rồi cái mình họ thấy mình ở được nè, rồi có con có cái này kia nè, rồi bắt đầu từ từ ấy thì có cái phép nhiệm màu nào có đó, rồi mới nảy sinh ra tình cảm, thì lúc đó mới đến cái chuyện là yêu thương này kia, chứ mới đầu không có ai yêu hết trơn. Rồi qua bên đây á, cuộc sống hả, không được nhập quốc tịch nè, không có thẻ xanh nè đó, rồi họ lấy chồng vào những vùng không được khá giả nè, rồi gia đình kìm kẹp này kia đủ thứ ha, rồi đi ra ngoài đường thì bị người ta hả kỳ thị này kia, nói chung là rất là buồn đó. Đó cuộc đời của những cô dâu Việt tại sao qua bên đây lấy chồng Trung Quốc mà trốn là cũng có lý do hết đó. Mới đầu mấy anh về Việt Nam cứ nói là tôi đây giàu có dữ lắm, sung sướng dữ lắm, qua bên đây một cái gọi là hứa hẹn cho cô dâu Việt Nam, là những bà mai hứa hẹn cho cô dâu Việt Nam là qua bên đây sống sung sướng này kia, nhưng mà cuối cùng là qua bên đây không ai được sung sướng hết. Rồi sau đó người ta mới trốn về Việt Nam đó mọi người. Người ta không được sung sướng thì người ta trốn thôi. Đó, xong cái quay qua nói là cô dâu Việt Nam ở bên Trung Quốc là toàn là lừa đảo không à. Mà mọi người suy nghĩ đi, qua bên đây cô dâu Việt Nam có được cái phúc lợi gì đâu. Không được cái phúc lợi nào hết, cho nên là người ta mới trốn. Đó, qua đây đi làm không được nè. Rồi không có thẻ xanh nè, không có quốc tịch nè. Người ta không có quyền lợi là người ta sẽ trốn thôi. Rồi á, người ta trốn rồi đó, cái bắt đầu nói là người ta lừa đảo lừa gạt này kia, rồi bắt đầu á hả quay qua những cái suy nghĩ là gái Việt Nam ở trên Trung Quốc này không tốt. Không phải như vậy đâu mọi người đó, cũng phải có lửa mới có khói chứ. Về bển quá trời hứa hẹn với người ta, trong cái đó qua bên đây cuộc sống nghèo khổ này kia, nhiều cô gái sống không nổi thì người ta sẽ trốn đi thôi đó. Nhiều dùng á cũng giống như cái chỗ của em vậy đó. Cái chỗ của em là bây giờ là người ta sửa chữa lại hết rồi, cho nên là bây giờ là thấy là nó đó ổn hơn rất là nhiều. Chứ cái ngày mà em mới qua là năm 2014 á, là cái chỗ đó đó là chưa có đường lộ xi măng luôn nữa. Chứ đừng có nói chi là cái đường lộ mà được trải ra bằng nhựa như vậy, không phải, không có như vậy. Rồi á, từ từ rồi sau này người ta sửa lại nó mới được như vậy đó. Hồi đó gia đình chồng nó nghèo cực kỳ luôn á, trong nhà không có cây nước nữa, để phải đi ra ngoài những bờ hồ bờ sông bờ suối này kia đó để mà gánh nước về xài, hoặc là còn nước uống á. Còn nước uống thì lúc đó là phải đi mua của người ta, nhà nào mà có nước á mọi người, đó là phải đi mua người ta đem về uống đó. Còn hả ba mẹ chồng em lúc đó hả còn không đi mua nữa, tiếc tiền nữa, đi ra ngoài hồ á, ngoài sông á, rồi đem về đem nước về đun lại nóng lại uống như vậy đó.
Nói chung là lúc đó mọi người cũng biết rồi, năm 2014 thì ở Việt Nam của mình đâu phải quá tệ đâu, nhà em cũng đâu phải quá tệ đâu, mà qua bên đây như vậy lúc đó em cũng trốn, lúc đó em cũng muốn trốn, hai lần, nhưng mà bị chồng em bắt lại. Tại vì cái chỗ của em lúc đó không có xe ôm, không có xe gì hết trơn, không có xe gì đi đi ra chợ, không có taxi, không có gì hết trơn ấy. Rồi lội bộ đi ra ngoài bị chồng em bắt lại hai lần. Nhiều người qua bên đây mọi người trốn không được á, kiểu như trốn rồi xong bị chồng bắt lại á, bị đánh đó mọi người. Tại vì người ta bỏ tiền ra số tiền lớn đó, người ta mua đó mọi người, người ta nghĩ là người ta mua về đó, xong rồi cái ở không nổi trốn bị chồng bắt lại đánh đập dữ lắm luôn, rồi không cho xài điện thoại luôn, rồi lúc đó là ở Việt Nam gia đình mất tích luôn, gia đình là thấy con mình mất tích luôn là cũng có nhiều cái, cũng là có cái lý do gì đó con mình mất tích. Tại vì ở ông nội cái trốn cái bắt đầu bị chồng đánh này kia, có người thì còn tính mạng trốn được về Việt Nam, còn có người không còn tính mạng luôn nữa đó. Bao nhiêu người bao nhiêu năm đi qua bên đây không được về, như là em qua đây 9 năm em được về một lần để làm giấy làm tờ đó, là tính năm nay là 5 năm nay là em không có về Việt Nam đó, là tính ra là 9 năm em về Việt Nam được chỉ một lần thôi. Còn nhiều người á, người ta 10 năm nè, 20 năm, 30 năm, có người cả đời luôn cũng không biết đường về Việt Nam luôn đó. Rồi thêm cái nữa, qua qua bên đây cái kiểu như bị bán vào những cái vùng như là Quảng Đông, ở dưới đó những Quảng Tây này kia, cái chỗ nghèo quá đó. Rồi cái qua bên đây lúc đó còn nhỏ, rồi cái từ từ cái họ sẽ nói bằng tiếng Quạt Và, rồi xong rồi từ từ họ sẽ quên đi cái ở bên Việt Nam của mình, của họ luôn đó. Ở đâu gốc gác ở đâu người ta cũng quên luôn nữa đó, cho nên là người ta không có tìm được đường về. Còn có người thì mất xác luôn, còn có người mất xác luôn á mọi người đó. Bởi vì em lên đây là em chia sẻ những cái góc khuất nào đó, những cái mà người Trung Quốc họ đối xử với người Việt Nam mình bên này như thế nào đó. Em mà đi làm thì em bị bắt đó, mà nó chửi em y chang như là nó chửi một cái con thú đó, một chửi mày qua đây mày đi làm, mày qua đây không có được đi làm, mày qua đây là mày phải ở nhà đó, mày chỉ có chuyện là đẻ con ra rồi mày ở nhà mày trông con thôi, không ai cho mày đi làm hết chứ đó. Người Việt Nam mày qua đây không có được quyền đi làm, giấy tờ của mày không có hợp pháp để đi làm, nói gì đó. Rồi cái kiểu như nó sợ là em không có đóng tiền phạt cho nó, một hai nó kêu em nó phải điện thoại cho chồng em ra liền á, chứ không là nó sẽ trục xuất em về Việt Nam, nó sẽ không cho em ở đây nữa. Nói chung nó chửi mình còn hơn con ghẻ nữa. Rồi nó nói là gái Việt Nam của mày á, bọn mày qua bên đây hả, nó nói là cái câu rất là khó nghe luôn. Qua bên đây cần gì mà đi làm kiếm tiền, chứ ở nhà thôi chồng nuôi là được rồi đó, kiểu vậy đó, cái kiểu như là nuôi mình như con thú cưng gì đó mọi người đó. Nói chung là gì, đối xử rất là cái kiểu là phân biệt đối xử, nói chung buồn lắm, kỳ thị lắm, buồn. Bởi vì nhiều người không biết, cứ nghĩ là ở bên Trung Quốc này tốt lắm này kia, nhưng mà có chỗ này chỗ khác mọi người, chỗ của em á là nói chung là họ không có thích người Việt Nam mình cho lắm đó. Đó đi ra đi làm bị công an bắt cả, còn bị chửi mang nhục luôn đó. Đó, bởi vì bây giờ em đâu có dám đi làm, thường vụ là như vậy đó. Thôi em thì cũng tâm sự tới đây thôi đó. Em cũng nói là kênh của... Thôi em tâm sự tới đây thôi. Em cũng nói là kênh của em là chia sẻ nhiều về cái gốc khuất của người Trung Quốc, với lại thêm là chia sẻ những cái cuộc sống của em, thật sự đời thường của em thôi, chứ còn em thì không có phỉ báng hay là như gì hết đó. Cả nhà mình ủng hộ kênh, bấm vào đăng ký em nha.